Bạn nghĩ sao khi bỗng một ngày đẹp trời bạn mất đi cái mắc nguyên zin suốt 20 mấy mùa khoai, chỉ vì một vị khác say xỉn kèm một phút bốc đời, liệu cả đời bạn liệu có bốc cức hay là gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình? Nếu muốn biết câu trả lời thì hãy đến với màn review bá cháy con bọ chét của tại hạ đây. Xin trân trọng giới thiệu với các thực khách, đây là quán cơm gà với quả view hết sức chiêu, chỉ bán vào buổi tối và đặc biệt là vào hôm có trăng. Phải những ai hữu duyên lắm mới có thể thưởng thức được dư vị của quán cơm có một không thèm có hai này. Điều quan trọng nhất là anh chủ quán này tên Jin, cầm trịch phương pháp thu hút khách nhờ body chuẩn trai hàn sảnh của mình. Cũng như mọi khi, cửa hàng của anh đóng cửa vào lúc trời tối mịt, mà hôm nay nó lạ lắm. Một vị khách say mềm ngồi chễm chệ trong quán không thèm ra về. Làm việc cả ngày trời nên Jin cũng đành hãm lại, qua chỗ anh khác để hỏi han tình hình. Vừa mới ngẩng giao diện lên, quen đã chảy cả nước miếng vì đống nhan sắc dính trên mặt anh Jin. Do có tí cồn trong máu nên Gwen đành ngồi đợi thằng bạn tới đón cho đảm bảo đầy đủ bộ phận về nhà. Jin đưa Gwen ra ngoài ngồi ngắm ánh trăng nhâm nhi thêm vài lít rượu cho tiện nói chuyện. Liêm sỉ gì tầm này nữa, hễ Jin chìa tay ra là Gwen vồ vập tới luôn cho nóng. Thay đổi tí không khí, đôi bạn hoàn cảnh dắt nhau đi dưới ánh trăng, vừa đi vừa nốc thêm vài ngụm bia cho nó máu. Vừa mới quen được 5 giây trước mà đôi bạn trẻ cứ như mình là của nhau ngần ấy mùa xuân xanh vậy. Dắt nhau đi cúng bái các kiểu con đà điểu, nhìn thế nhưng không phải là thế. Cả hai khiến cho bà lão hiểu nhầm trời sinh một cặp, nên tặng luôn cặp bánh ăn cho đỡ buồn mồm. Ném miếng bánh vào khoang miệng, cả hai thực hiện quá trình tạo ra enzyme. Nhưng chẳng cần ăn bánh thì đôi chim sẻ nhìn nhau cũng đã đủ khoái khoái chảy nước miếng rồi. Bánh trái xong xuôi, đôi bạn dắt nhau đi dạo, hai con tim sắt đá bỗng thổn thức va đập mạnh vào nhau. Gwen cũng chẳng thèm quan tâm, mà sơ hở là nằm dạp vào quả body 6 múi của Jin. Hơi đến cản không có nổi nên Jin đành đưa Gwen say bét nhảy về nhà mình. Anh thề anh không có làm gì đâu, anh thề. Thủ tục trước tiên khi vào nhà của Gwen là cho vài con chó ăn đêm cái đã. Cho ăn xong xuôi, Gwen tự nhiên như không phải nhà mình, lao thẳng vào phòng của thằng cháu Jin, kéo Gwen về tới phòng mình. Hai đôi môi căng mọng tự nhiên cái mùm đập dập vào nhau. Phân cảnh tiếp theo thì không cần phải đoán, các thánh cũng biết trước kết quả rồi nhé. Trời cho không xài thì có lỗi quá. Ấy thế nên sau cái đêm định mệnh này, Jin mất luôn tem luôn mát. Thức dậy ở một nơi xa, Gwen bắt đầu khám phá căn nhà, tiện thể với được em mèo nên bế em nó lên nựng. Đợi một lúc lâu thì Jin cũng đã ló đầu ra, Gwen bắt đầu thể hiện kỹ năng lục lọi đào bới của mình. Chú em muốn biết Jin là người như thế nào để biết tiện tay mà hành động, tán tỉnh con cái nhà người ta. Chơi chán chơi chê, Jin chở Gwen ra ngoài bến xe, cho chú em tự bắt xe về nơi sản xuất. Hơn nữa sau cuộc tình một đêm này, Gwen không hề muốn biết tên tuổi cùng danh tính của Jin. Chúng ta chỉ là người qua đường mà thôi. Jin nghe xong x hai cay, cả đời bẫy trai của mình nay lại gặp phải cao thủ. Xong xuôi, Jin vào tìm mối giao gà của mình để trả tiền nợ từ hồi bà chủ còn đôi mươi. Nhưng không sao, đã có con trai bà chủ quán lo. Chú em này có vẻ hơi bị mê anh chủ quán nên hào phóng tặng luôn hai chiếc bánh to bự mà mình mới mua cho Jin. Mà chú em nào đâu biết, nhìn hai chiếc bánh trung thu này, người mà Jin nhớ tới lại không phải là người tặng mà là chú em Gwen. Cái duyên cái phận nó vồ lấy nhau, đang nhớ người ta thì lại gặp ở quán cháo lòng. Jin mon men ngồi xuống gọi một bát lòng xào dưa, ít dưa nhiều lòng để ngồi ăn với Gwen. Tò mò, Jin hỏi Gwen cái sở thích ăn đùn cả bát của chú em. Câu trả lời của Gwen khiến Jin câm nín, đến cả anh tôi còn ăn được nữa là dăm ba cái bát gừng x hai cây này. Nghe xong Jin có chút rén ngang, vì tối qua hai đứa nó vừa mới ăn nhau đấy thây. Câm nín thật sự, Jin chỉ biết cúi đầu húp cháo lên hoàn cước, chứ ngóc đầu lên cái là mặt lại đỏ phừng phừng như đít vịt. Ăn xong, Gwen còn hào phóng trả luôn tiền ăn của Jin, ghé sát miệng vào tai Jin. Gwen thủ thi tiền bát cháo cùng đĩa lòng xào dưa 50k coi như tiền trả công anh cày ruộng cả đêm hôm qua với Gwen. Cay lắm mà Jin chẳng làm được gì, chỉ biết húp cháo cho hạ hỏa. Miệng thì chê, nhưng tới khi về đến nhà, Gwen lại nghĩ đến những phân cảnh con heo cùng Jin tối qua. Xem ra tương tư khẩu súng của người ta mất rồi. Lúc này Jin cũng không khác bọt là mấy, nghĩ đến cảnh hai đấu kiếm là lòng phèo lại dạo dực. Đứng được ra một hồi lâu, Jin nhờ thằng cháu Ly đi giao cơm gà cho ông thị trưởng. Gọi mãi chẳng có ai ra nhận, Ly lao vào nhà và gặp luôn con trai của ông thị trưởng tên là Hớt. Giận mình thon thót, chú em làm bể chai rượu nghìn năm có một, chuồn là thượng sách, Ly vội để lại cơm gà rồi bỏ về. Thể dục thể thao nâng cao sức khỏe mà Gwen vẫn không thôi nhớ về Jin. Trong lòng chú em chỉ có ước ao được tập thể dục với Jin cả ngày thôi. Cũng hay Gwen nhìn thấy bản tin quảng bá quán cơm gà ánh trăng của Jin. Đứng xem một hồi thì thằng Gong bạn Gwen tới hỏi đêm qua lưu lạc phương trời nào. Tiện thể có quân sư bên cạnh Gwen hỏi Gong về tình một đêm. Ấy thế mà thằng này nói nhiệt tình quá cơ. Chú em hướng dẫn đầy đủ các loại tư thế lẫn phương pháp mồi chài kèm theo phụ họa. Nghe xong nổi hứng liền, Gwen rủ luôn Gong đi ăn cơm gà cùng mình. Thể dục thể thao muốn lòi cả búi chĩ mà giờ đòi đi ăn cơm gà là sao? Gwen bị Gong chửi te tua tơi tả. Vẫn đứng dưới ánh trăng, nhưng lần này Gwen lại một mình nhớ đến mối tình một đêm. Giây phút ăn mày quá khứ đã tới, anh nhớ về khoảnh khắc trêu đùa đến quê mùa khi bên Jin.
Thần giao cách cản đúng lúc này, Jim cũng nhặt được tấm thẻ sinh viên của Gwen. Nhìn lên ánh trăng, Jim như nhìn thấy gương mặt của Gwen vậy. Dòng tin nhắn Lee làm hỏng đồi nhà ông thị trưởng khiến Jim tỉnh mộng. Thằng Lee thì đổ lỗi do thằng Hớt làm. Cả hai cãi nhau qua lại om sòm một xóm. Cuối cùng lão thị trưởng chia đôi để đền bù. Mà rượu thánh hay sao mà nó đắt bằng nửa con xe Lamborghini. Nghe xong khoản tiền này, Jim mắt tròn mắt dẹp, không biết phải gánh đống nợ này ra làm sao. Hết cách, Lee xin ở lại làm người ở, tới khi trả được hết số tiền sẽ trở về nhà. Thiếu nhân viên, Jim đang bài tuyển thêm thợ phụ bếp. Vừa mới hạ tọa xong thì Gwen lẽo đẽo chạy tới. Jim báo luôn quán cậu hết cơm. Gwen lấy lý do mình đến để tìm người nhậu cùng. Vừa lúc đang buồn, Jim vào trong đem bia ra để nhậu nhẹt cùng Gwen. Chưa gì vừa đớp một hốc, Gwen đã ve vãn muốn đấu kiếm cùng Jim hết đêm nay. Để trị thằng nhỏ hết thuốc chữa này, Jim đem tấm thẻ sinh viên ra để trả cho Gwen. Mới có tí tuổi đầu mà hầm hố ghê. Vì muốn ngắm nghĩa Jim mỗi ngày nên Gwen đành ứng tuyển vào làm nhân viên. Đang độ thiếu người nên Jim cũng không chê, nhận luôn thằng nhóc vào tra tấn qua ngày cho nó nếm mùi sự đời. Được nhận vào làm, Gwen sướng tê cả người. Quả này sau cái vụ này, từ nhân viên Gwen lại trở thành bà chủ cũng nên. Như đã hứa, Gwen nhắn tin thông báo cho anh chủ quán là sẽ đến làm luôn trong hôm nay, cho nóng. Thấy vậy, anh chủ quán bèn tìm tính kế đuổi cổ thằng Lang đi chỗ khác chơi thằng Leng. Dãy đành đạch không chịu đi vì lo anh chủ quán không có người phụ. Ngoảnh qua một cái thì Gwen đã đứng thù lù một cục từ lâu. Biết có nhân viên mới, thằng Lang hú lên rồi xét kèo đi chơi với bạn gái. Có cơ hội được làm chung anh chủ quán đẹp trai khoai to, Gwen sướng tê dại cả người. Chương trình gặp mặt đầu năm xong xuôi, Gwen bắt đầu mặc tạp dề vào và bắt tay vào công việc mới vì sức hút của mỹ vị nhân gian. Jin thì chỉ biết cười thầm trong lòng vì anh phục anh quá đã già rồi mà vẫn cứ hao trai đẹp. Lúc này thằng Leng và con Nghệ đang ăn xoài, kèm thêm bộ môn học tài thi xỉu thì thằng Lee về tới. Cả ba trêu đùa một vài câu thì thằng Lee và thằng Leng đi về quán phụ giúp Jin. Tới nơi, thằng Lee nóng máy khi nhìn thấy Gwen xuất hiện ở quán mình. Jin lựa lời giới thiệu nhân viên mới của quán, mặt thằng Lee kênh kiệu có vẻ chẳng có chút cảm tình nào với Gwen. Leng đành rủ Gwen ra ngoài để hai chú cháu nhà này lựa lời nói chuyện với nhau. Lee biết thừa Gwen là cái tên sập sình với Jin vào cái đêm hôm ấy nên chú em vô cùng khó chịu. Jin cũng đành lựa hết lời mà nói rằng mối quan hệ của họ chỉ là tình bạn không tiến xa hơn. Đánh lái qua chuyện khác, Jin nhắc nhở Lee tới nhà thị trưởng làm phải biết điều, tránh gây thêm họa. Ấy thế mà thằng oát con này bật lại như tôm không chịu nghe Jin dù chỉ một câu. Thời gian địa điểm rõ ràng, Lee tới nhà thị trưởng để lấy công chuộc tội, chú em được bà thị trưởng căn dặn từng chi tiết nhỏ. Thêm nữa, Lee có thể ở lại ngủ cùng, bầu bạn với thằng Hớt cho đỡ buồn. Nghe dặn dò xong, Lee lao vào làm việc, đang cáu, thì thằng Hớt lại xuất hiện hai đứa nó rằng có tấm hình khiến chậu nước lau nhà đổ ào ra. Tức cái lồng ngực, Lee đem một cây chổi lau nhà khác bắt Hớt phải lau nhà cùng mình, mới chịu. Kéo qua đẩy lại một lúc, cả hai vớ chụp nắm tay nhau, ánh mắt ta chạm nhau chỉ muốn nói với nhau một câu. Sau cái nắm tay cảm lạnh đó, cả hai như tìm được luồng khí oxy thở chung. Thấy Gwen làm việc năng suất phết nên Jin cho thằng em trai nước khoáng cầm hơi. Được trai đẹp lo lắng, Gwen vui lắm cầm chai nước, mà Gwen tu một hớp cho đã khát tình. Mặc cho chủ quán nói hết công việc rồi kêu Gwen về sớm nhưng thằng em không chịu nha. Thấy còn một con gà trơ trọi chưa giao cho khách, thì Gwen kêu anh chủ quán chỉ mình cách chặt gà sao cho điêu luyện. Gwen muốn trở thành bà chủ của quán gà hay sao ý? Jin lưỡng lự vì sợ bị ăn cắp công thức gia truyền nhưng được cái Gwen này, nài nỉ Jin quá. Thế là anh chủ quán hóc bụng dạy cho Gwen cách chặt gà có 102 của mình. Và thế là Gwen lại có lý do bá cháy con bọ chét để tiếp tục ngắm ngon anh chủ quán ngọt nước. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt thèm thuồng. Chặt gà xong, Jin tiễn Gwen về nơi sản xuất. Được anh Jin sai vặt, Leng cùng cô bạn gái qua quán anh Gai để mua gà cho quán. Nhìn thấy chữ viết lạ hơn mọi khi, Gai hỏi buồn mồm hỏi chữ này của mống nào. Tiện mồm, Leng cũng nói luôn đây là chữ viết của Gwen nhân viên mới ứng tuyển. Nghe có kẻ thứ ba trong cuộc tình của mình, Gai căng mặt ra, muốn đến xem tên nào dám tranh sủng với anh. Đi luôn cho nóng, Gai đem món mới qua quán của Jin, tiện thể bắt giặc luôn. Thấy hai cái con người này ân cần ấm nồng bên nhau, Gwen có chút buồn nhẹ. Nhìn thấy Gwen tỏ vẻ bất mãn, Jin liền cảm thấy khó xử. Đứng giữa hai đứa thơm ngon tròn vị này, Jin không biết chọn ai. Được đà, Gai tiếp tục ra vẻ ta đây thân mật với anh Jin cho Gwen tức chơi. Chứ nhóc này không có cửa mà cả rực con Nghệ tương lai này với chị đâu. Chạnh lòng, Ly buồn thối ruột khi nhìn thấy đám bạn trên Facebook du học nước ngo ni với một cuộc sống vô cùng tranh xả. Ly cũng nuôi mộng đi du học nước ngoài cho bằng bạn bằng bè, trải nghiệm cảm giác đu gái Tây. Nhưng khổ tiếng Anh thì học toàn điểm thấp lẹt đẹt, chỉ giỏi chém tiếng Thái lỏn thì sao du học nước ngoài cho nổi. Vừa đi học về, Jin đã nói với Ly mình đã đăng ký cho chú lớp học miễn phí. Biết là của rẻ là của ôi nên Ly tỏ vẻ không ưa gì Jin, không muốn nghe Jin đến nửa lời. Chửi bới xong, Ly tới nhà ông thị trưởng để đền công tội trạng của mình. Cũng may tới nhà ông thị trưởng, Ly có người tâm sự mỏng cùng, mà tâm sự này lạ lắm. Có miệng không để nói mà dùng giấy viết cho nó bí mật, mà tôi không biết nội dung tụi nó viết gì đâu ạ, tôi chưa có học tiếng Thái. À, hóa ra thằng Hất xin lỗi thằng Ly về vụ chai rượu quý mà mình làm,
tính không có nhỏ nhen nên Ly tha thứ cho thằng em nó. Thế là cả hai từ kẻ thù thành bạn, chơi vui vẻ với nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tối đến là lúc con người ta đau đầu nhất, Jin cầm trên tay một đống hóa đơn. Không biết nên để tiền mua bia giải sầu hay trả tiền chai rượu giúp Ly. Thế gọi cái mùm lăng xuất hiện nói rằng mình lỡ làm cô bạn gái có bầu, nên giờ không biết phải làm sao. Tội hai đứa nó chơi cho cố rồi giờ lại than. Jin đành bỏ số tiền của mình đang có mua cho đôi bạn trẻ sợi dây vàng. Để Lang có tí tiếng nói, tí tiền hỏi cưới con người yêu của nó, Jin chả được miếng nào mà vẫn bị chịu trách nhiệm. Vô tình Jin gặp Wen ở trung tâm mua sắm, chú em muốn mời Jin đi ăn một bữa xả láng. Tưởng gì hóa ra Wen lôi Jin ra quán lê đường ăn, tưởng nhân viên trung tâm thương mại nó phải ăn sang hơn tí chứ. Nhìn vào mắt của Jin, Wen bắt đầu kể lể, lương mình mà cao chót vót thì chẳng đến quán Jin làm thêm nữa rồi. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt Pleiku, sẵn sàng vồ vào nhau khi có cơ hội. Nó căng cái bụng cả hai thong dong đi dạo, Jin thì thầm hỏi Wen tối còn có thời gian qua phụ anh nữa không. Wen thủ thì mình là chúa tể thời gian, ông hoàng thong dong nên phụ việc Jin thì lúc nào cũng được. Tạm biệt nhau xong Wen tiếp tục công việc của mình, vô tình Wen gặp Lee ở trung tâm thương mại. Biết được Lee muốn đi nước ngoài du học, Wen động viên tinh thần sẵn sàng hỗ trợ chú em bất cứ lúc nào. Vì Wen có người quen ở nước ngoài, chỉ cần ho một tiếng là có slot ngay. Nghe xong Lee mừng ra mặt, kèm thêm thay đổi thái độ 180 độ về Wen. Từ chế độ ghét sang chế độ ưa nhìn, còn xin luôn in tư các kiểu để dễ dàng liên lạc khi cần. Chờ mòn chờ mỏi mà Lee chưa tới, Hớt bức xúc liên tục nhìn ngó chờ Lee xuất hiện. Vừa thấy Lee tới, Hớt giả bộ cắm đầu vào điện thoại, để che đậy đi cái cảm xúc chờ đợi ban nãy. Nó không để Lee đi rửa chén mà kéo thằng bạn lại xem phim Ấn Độ cùng mình. Rảnh rỗi Lee muốn rủ Hớt ra rạp xem phim Cha Đã Cái Nư cùng mình, nhưng bố mẹ nó không cho phép nên thôi. Cầm sợi dây chuyền vàng trên tay Lang vỡ òa nhào vào người anh Jin. Tuy không cùng máu mủ ruột thừa mà Jin lo cho thằng em hết sức chu đáo. Nhìn hết sự đáng yêu của Jin, Wen đứng trong góc cười khẩy, quả này anh với chúng người tốt rồi. Được đà Lang cũng hối anh Jin mau chóng kiếm vợ, chứ giữ giá cho lắm vỏ có ngày ế chỏng ế chưa ế bơ vơ ra cũng nên. Cầm trịch sợi vàng dòng trên tay, Lang tìm đến con sư tử Hà Đông tương lai của mình. Biết Wen có việc gấp ở công ty, Jin nhanh chóng chở thằng em tới nơi làm để xem tình hình. Sơ sẩy Jin lùi xe va chúng người đi đường, nhưng may thay không phải hổ báo cáo trồn nên lời xin lỗi được chấp nhận. Thấy Wen vất quá nên Jin đi mua cho thằng em lon bia hồi sức. Wen vẫn không ngừng rắc thính cho Jin, cọ sát, xích lại gần nhau tính phanh xích lô nhưng lại bị Jin từ chối. Mặc dù thích người ta, nhưng Jin cảm thấy bản thân mình chưa có xứng nên một mực từ chối. Vớt vát bài cuối cùng, Wen ngả người vào đôi vai nửa nạc nửa mỡ của Jin. Ở nơi làm việc, công ty của Wen đang thảo luận về một dự án có tầm có tiếng trong nước. Và Wen được đứng đầu đoàn xúc tiến, và điều Wen chẳng thể ngờ rằng, khu chợ anh giải tỏa có cả quán cơm gà của cơ rớt. Rồi Wen cảm thấy lo lắng dần cho Jin, điều gì đến cũng phải đến Wen cùng phái đoàn đi tới khu chợ. Khảo sát tình hình để hỏi ý kiến của thương lái, mà tình cờ họ lại hỏi chúng mẹ thằng Gai. Vừa thấy Wen thì mặt của Gai bỗng trở nên hầm hố, sẵn sàng xúc luôn Wen mọi lúc mọi nơi. Kiểu gì thằng Gai này cũng đi mách anh Jin chuyện Wen làm bên Di rời cho xem. Từ lúc làm bên nhà thị trưởng, Lee cùng Hớt cảm thấy yêu đời hơn, sớm trở nên bạn thân của nhau từ đời nào không hay. Như mọi ngày Wen lại đến quán Jin để làm, nhưng nhớ tới cái cảnh quán Jin bị tháo dỡ là lòng anh lại đau như cắt. Biết Jin đem cơm đi từ thiện ở chùa, Wen cũng nhào vào giúp anh một tay. Cả hai tíu tít dắt nhau đi chùa để quán lại cho thằng Lang tự cân. Sau khi đưa cơm cho bên nhà chùa, Jin cùng Wen vào khấn bái để sớm thành đại gia. Vòng vo mãi cũng chán nên Wen hỏi luôn Jin rằng anh có bồ kết mình không. Jin đành nói luôn lý do Wen tán mình mãi không đổ, hóa ra trước đây Jin cũng đã từng khổ vì tình. Jin từng yêu một người lớn tuổi hơn mình, hơn nữa cả hai đã tới ngôi chùa này để cầu nguyện bên nhau đến đầu bạc răng rụng. Họ cùng nhau hùn vốn tạo ra quán cơm gà ánh trăng, hạnh phúc giản đơn của họ từng ngày trôi qua. Cả hai nuôi thêm em mèo Mỹ Diệu, thế rồi một ngày Jin phát hiện ra người mà anh yêu âu yếm một người phụ nữ khác. Hắn ta làm bộ không biết gì, hôn hít thằng cu xong hắn ta xách đồ đi kêu công tác vài ngày, nhưng mãi chẳng thấy về. Chạm đáy nỗi đau, Jin đành tháo nhẫn định tình của hai đứa ra rồi ném ra chuồng gà. Xin thề từ nay về sau sẽ không tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu bọ xít nữa. Đó cũng là lý do mà Jin từ chối lời mời dẫn của các em giai cu te phô mai que hột me khác. Nghe từ đầu tới cuối câu chuyện tình lâm ly bi đất, Wen cảm thấy buồn thay cho Jin. Wen càng buồn hơn khi nghe Jin nói rằng chiếc quán này là bao nhiêu tâm huyết của anh, và Jin sẽ không thể làm mất em nó được. Qua ăn trực không trả tiền thì thôi, ông chủ nhà còn báo thêm quả tin giật gân về việc giải tỏa quán cơm gà của Jin. Vừa đến nhà, Ly đã phải nhìn cái bộ mặt khó ưa của lão chủ nhà. Tối ngày chỉ rình mò ăn trực nên người ngợm béo như heo nái. Ăn nói không có chừng mực, Jin giảng cho Ly một bài đạo lý dài cỡ độ chục phút. Và thế là hai chú cháu nhào vào chửi nhau như mấy bà tám bán cá ngoài chợ. Lin thay đổi thái độ sau khi biết quán cơm gà chuẩn bị giải tán, nỗi buồn bủa vây lấy Lin.
thấy không còn che giấu được nữa, Gwen gọi cho Jin để nói ra lý do. Buổi đầu gặp nhau của Jin và Gwen là do Gwen đi khảo sát, thấy tiếng quán cơm gà đã lâu nên đã tạt qua để nếm thử. Nhưng ai ngờ lại trải qua tình một đêm với Jin, rồi đem lòng yêu Jin sau cái đêm đệch mẹ đấy à, tôi nhầm định mệnh. Biết được Gwen là nhân viên bên công ty sắp giải tán quán cơm của mình, Jin thay đổi thái độ. Mất đi miếng cơm manh áo, Jin tức cái lồng ngực, kêu Gwen đừng bén mảng qua quán mình nữa. Kể từ ngày đó cả hai chính thức giận nhau, chia tay Gwen, Jin rủ Gai ra nhâm nhi vài ly cùng mình. Có cơ hội thằng Gai thả thính rủ Jin đi thả đèn hoa đăng cùng mình. Jin kỳ cựu không chấp nhận vì sợ Gai lầm tưởng mình chấp nhận tình cảm của em nó. Gai gợi ý để bà già mình lo, mua lại cái quán là coi như chẳng thằng nào dám dẹp tiệm mình cả. Năn nỉ mãi thì Jin cũng đã chấp nhận, với tình thế hiện nay thì Jin chỉ có nước ra ngoài đường ở nếu như bị dẹp tiệm. Do cái việc học beta của Lin mà báo hại Jin phải lên trường gặp cô giáo, cũng vì sự tình này mà hai cậu cháu lại combat nhau qua lại trong quán. Jin chỉ muốn Lin học hành đàng hoàng lên người, còn Lin thì ngược lại nó muốn kiếm tiền để giúp chú mình. Tối ngày vùi đầu, vào tiệm cơm gà mấy đồng bạc lẻ bao giờ mới ngóc đầu lên sống nổi. Nóng máy cháy buji, Lee lấy xe máy lao ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Vô tình Gwen gặp Lee, anh tiến lại gần thằng em để hỏi xem tình hình. Ngồi nói chuyện với Gwen cả hai hợp cạ kinh khủng, anh cổ vũ cho ước mơ phiêu bạt của Lee. Có người thấu được nỗi lòng mình, Lee cũng vơi bớt nhẹ đi vài phần. Nói chuyện xong Lee qua nhà hớt chơi. Ba mẹ đi vắng, cả hai đem rượu quý ra quẩy tung nóc nhà, tu hết chai rượu đôi bạn hoàn cảnh đổ nước chè vào để che giấu. Cùng tần số với nhau Lee cùng hớt nhìn nhau đắm đuối, lỡ mà thêm chút muối thì mặn mòi ra phết. Tìm được chân mệnh thiên tử của đời mình, Ly làm riêng cho hớt một chiếc đèn hoa đăng, để thả. Tuy không đẹp nhưng được cái tấm lòng, tưởng thả đâu hóa ra tụi nó thả vào chậu nước. Cả ngày không thấy tăm hơi của Ly ở đâu, Jin đành muối mặt gọi điện cho Gwen để hỏi. Thấy Jin gọi Gwen vui lắm, còn gọi anh ra gặp bố vợ tương lai. Con rể chào hỏi bố vợ đàng hoàng xong, liền kéo Gwen ra xin bí kíp khiến hai bố con nhà Gwen sống bên nhau hạnh phúc. Gwen nhắc khéo Jin sống phải biết mở lòng, chứ đừng chăm chăm moi móc rồi áp đặt thằng cháu. Nghe cũng có lý, Jin tiếp thu kiến thức siêu cấp VIP Pro này. Đằng ấy cũng đã nguôi giận nên Gwen rủ Jin thả đèn hoa đăng cùng mình. Jin đem ra hai chiếc đèn do mình dày công chuẩn bị, ước một hồi lâu cả hai thả xuống như một cặp tình nhân vậy. Được hôm cả nhà đi vắng, Ly ngủ lại nhà hớt, hai con tim dạo dực nằm sát bên nhau. Thức dậy ở một nơi xa, Ly ngắm nghía hớt, rồi cả hai làm trò con bò. Làm bạn với người yêu cũ là một thứ gì đó rất hãm, nhưng Gwen thì ngược lại. Anh vẫn ngủ chung ăn chung với người yêu cũ Erlen từ ngày này qua tháng khác. Ở với nhau nhưng cả hai luôn cảm thấy bí bách, chia tay rồi nên Gwen không muốn phải đóng kịch cùng Erlen nữa. Tuy chia tay rồi nhưng Erlen vẫn bám dai như đỉa đói, muốn níu kéo thằng em cho bằng được. Mặc dù đi làm nhưng tâm hồn của Gwen vẫn cứ hướng về phía Jin. Nhìn thấy thằng bạn đắm say vì tình gong, cũng không kiệm lời mà tư vấn vài câu cho có lệ. Trước hết thì nên xử lý thằng Erlen trước đã, sau đó hãy tính tới chuyện quen người mới. Nói cũng đúng, Gwen nhìn vào tấm ảnh chụp chung giữa hai người rồi thở dài ngao ngán. Mùi thuốc thoang thoảng, Jin lục tủ Ly xem nó có dấu điếu nhang nào ở trong phòng không. Đúng lúc cái bát hương trở về, Ly cùng Jin cãi nhau linh đình hết mình. Biết mình quá lời nên Ly xin lỗi cậu mình và hỏi ước mơ của cậu là gì. Tới khúc này Jin như bị giỏ keo 502 vào cuống họng không biết nói gì. Với cậu thì như chó với mèo nhưng với hớt, Ly nói nhẹ nhàng tình cảm ghê gớm. Chơi đùa với nhau xong cả hai đi vào thay đồ. Body rực lửa chảy nước của Ly khiến hớt khoái khoái chảy nước miếng. Không muốn mặc chiếc áo màu hường ghét sự giả dối này, nhưng Ly cũng đành mặc lên người cho hớt nó vui. Nhận được cuộc điện thoại, Ly đi về để tổ chức sinh nhật cho ông chú. Cậy mồm mãi mới nói được câu xin lỗi cậu, Jin cũng nhẹ nhàng chấp nhận. Tiệc tàn, Jin cho Gwen ở lại phòng mình ngủ qua đêm nhưng lần này không có chung giường gì hết. Mỗi đứa một góc, không lại hứng lên đánh chén nhau như giặc Mông Nguyên. Gwen cũng đưa cho Jin món quà mà mình chuẩn bị, một chiếc áo phông có in logo của quán cơm gà. Được tặng quà vui lắm nhưng Jin giả bộ không quan tâm. Gwen bắt anh cởi áo ra để mình được ngắm Jin mặc áo mình tặng. Nhìn thân hình bốc cháy trước mắt, Gwen chảy hết nước chân răng. Tính nhào vào xơi tái Jin thì Gwen bị đẩy ra, vì anh nghĩ đến cảnh hú hí với người yêu cũ là hốt liền. Quê chữ E kéo dài, Gwen chạy vào tắm rửa, đi ra thì Jin đã ngủ trương thây từ đời này không hay. Gwen thầm nghĩ bụng liệu mình có nên theo đuổi Jin nữa không đây. Sáng hôm sau, trước khi về, Gwen tạt qua nựng quảng thượng, rảnh rỗi sinh nông nổi còn cược ăn xúc thưởng của mèo với Jin. Trở về nhà, Gwen bị thằng người yêu cũ hỏi cung không ngớt, còn là gì của nhau nữa mà quan tâm gớm. Nổi máu ghen lên, Erlen tới tìm Gong hỏi, cho ra ngô ra khoai vụ Gwen tỏ thái độ lạnh nhạt với mình. Gong vì muốn thằng bạn hạnh phúc nên nói vạch ra luôn việc Gwen có người mới. Thấy vậy, Erlen đem hình Jin ra để vạch mặt liệu có phải người đàn ông sơ múi này. Ngủ chưa đã con mắt thì Gai tới tìm Jin đi sửa lại con xe chiến, cộng thêm chuyện vay vốn để mua nhà. Không muốn chấp nhận lòng thành của thằng em nhưng Jin cũng phải lụi hụi đi theo vì nó quá đỗi nhiệt tình. Vay chỗ nào không vay lại vay chúng cái ngân hàng mà thằng Erlen làm. Ngứa mắt nó trả lại hồ sơ của Jin luôn không chút đoái hoài.
Mùa Giáng sinh này quán cơm gà của Jin thêm hạnh phúc khi có Gwen đem đồ thừa ở công ty tới trang trí. Kèo này Jin say như điếu đổ mất rồi. Đôi chim sẻ cùng nhau trang trí cây thông để chờ đón Giáng sinh an lành. Được hôm gan to bằng trời hất cùng Lee giàn cảnh để trốn ra ngoài chơi bời một hôm cho đã. Chơi bời xong Lee dẫn hót tới nơi dành cho người khiếm thính, được học những điều mới hót vui vẻ hơn những ngày ru rú ở nhà. Hạnh phúc bên nhau mùa Giáng sinh, bỗng nhiên con kỳ đà cản mũi Erland xuất hiện. Cả hai cãi cọ qua lại rồi đưa đẩy khiến Gwen ngã dập chảy máu đầu. Giận tìm người Gwen đuổi Erland đi về, rồi giải thích với Jin rằng họ đã chia tay chỉ là anh ta không chấp nhận sự thật này, nên mới tới để phá đám. Quá sốc vì những mối tình tay ba rối ren này, Jin lựa chọn im lặng và tạm thời lánh mặt Gwen. Nghĩ lại cái hồi Erland cùng Gwen tối ngày ăn thịt nhau, hạnh phúc tới nhường nào. Hở cái là phát cẩu lương, nhưng ai rồi cũng sẽ khác theo tháng năm đổi thay mà thôi. Tình đẹp đến mấy cũng tan thành mây, Gwen chẳng còn có thứ cảm xúc đấy đối với Erland như trước nữa. Nhìn những tấm hình chụp chung Gwen ngán đến tận cuống họng, bao giờ thì anh mới được giải thoát đây. Trong Gwen hiện tại chỉ có mình Jin, còn ở chung với Erland chỉ là anh muốn thương hại hắn ta mà thôi. Nghe xong trái tim của Erland hóa đá, ngồi khóc hu hu một khóc. Còn Gwen thì gọi điện xin thằng Gong cho mình ngủ ké một bữa. Gong cũng ác lắm cơ, không chịu cho Gwen ngủ chung, bắt thằng bạn về nhà rạch ròi với Erland. Nói chuyện với Erland xong, Gwen về phòng nhắn cho Jin vài tin nhắn cảm lạnh. Nhưng rõ khổ, Jin còn giận nên chẳng thèm mà trả lời tin nhắn của Gwen. Vì muốn cưa đổ anh Jin cho bằng được, Gai đem hết đống gia tài của mình tới nhà Jin. Mảnh đất mà mẹ mua cho Gai, giờ anh giao lại cho Jin để có tiền cầm cố giữ lấy quán cơm gà. Cùng lúc Gwen đi khảo sát xuất hiện trước mặt hai người, Jin và Gwen cũng chỉ nhìn nhau qua lại mà không nói một lời nào với đối phương. Trong lúc đi chợ, Lee khen Gwen liên hoàn cước, hình như chú em muốn chấm mút Gwen làm chị dâu của mình thì phải. Lần đầu tiên thấy Lee khen người khác nên Jin cũng có chút nao lòng. Có quán tà tương ngon, Lee tạt vào mua cho hớt một cốc, cả hai vui vẻ uống chung. Sau đó cả hai thực hành giao tiếp bằng tay cho người khiếm thính. Muốn cho hớt trải nghiệm cuộc sống bên ngoài, Lee lại đưa hớt ra ngoài trải nghiệm cảm giác kiếm tiền. Hóa thân thành hai con thú nhồi bông để câu dẫn đám trẻ vào chụp ảnh. Tình cờ Gwen gặp được hai cậu nhóc, chỉ cần đá mắt qua là anh biết thừa hai đứa nó có tình ý với nhau. Đánh lái Gwen hỏi qua Jin, biết Gai tới phụ anh hàng ngày thì Gwen đau trong lòng một chút. Gwen cho hai cậu nhóc một kiểu ảnh làm lưu niệm, được ăn cơm chó nên Gwen lại càng buồn hơn về chuyện tình của mình. Chưa bỏ cuộc, Jin lại đem hồ sơ đất đai tới gặp Erland, vừa làm hắn ta vừa nói bóng nói gió bắt Jin phải trả những thứ thuộc về nó. Tức tưởi Erland về nhà nói ra vụ Jin đem sổ đỏ của Gai tới vay tiền. Đã yêu rồi thì Gwen có chết đi sống lại vẫn cứ yêu. Nên Erland đừng hòng mà bày mưu kế bẩn để chia cắt đôi chim sẻ. Gong thông não cho Gwen, tối ngày ở chung với người yêu cũ thì bố thằng nào chịu được. Và đây là lúc Gwen cần phải dứt khoát với thằng Erland, để mở đầu cho một mối quan hệ mới. Gwen gọi điện cho Jin, không nghe máy anh tìm tới quán của anh để nói chuyện. Ngoài mặt chẳng quan tâm Gwen nhưng Jin đang rất giận và đau lòng vì bị Gwen cắm sừng, lừa gạt tình cảm của mình. Nghĩ cũng đúng. Lằng nhằng mãi một mối quan hệ thì sẽ chẳng thể nào tới với anh chủ quán được. Nghĩ thông suốt, Gwen tìm đến Erland để nói lời chia tay chia chân. Gwen sử dụng biện pháp nhẹ, kể hết tâm sự rồi thẳng tay bỏ lại chiếc nhẫn. Erland cũng không níu kéo nữa mà chấp nhận sự thật này. Được đà nay Lee lại đưa hất ra ngoài biển để ngắm cảnh, tiện thể tập xe cho em nó luôn. Nào ngờ chuyện trời đánh lại đến, hất tự lái xe đâm sầm vào cột rồi bị thương. Mẹ hất thấy vậy chửi Lee là đứa trẻ ngông cuồng, thấy Lee bị chửi hất ra ám hiệu nói rằng mẹ mình tối ngày giam cầm trong nhà. Biết được những lời con trai nói, ông bà thị trưởng cũng đau lòng vì lầm tưởng vậy là tốt cho con trai. Tới nhà Lee cùng Jin lại cãi vã nhau, đột nhiên tiếng chuông vang lên. Mở cửa ra, Gwen đem một đống đồ đạc tới, muốn dọn qua ở cùng Jin. Chú em bước tới nhà vào lòng của Jin, ai mà nỡ đuổi người ta đi được. Sau khi được anh chủ quán chấp nhận cho ở ké vài hôm, thì Gwen nhanh chân lên phòng anh chủ quán, mà nằm ngủ tới sáng. Dù anh ở đầu sông anh cuối sông, nhưng Gwen cảm thấy năng lượng tràn trề đề huề trong người. Điều này chứng tỏ anh chủ quán cũng dần dần chấp nhận mình. Sáng dậy, Gwen bắt đầu trổ tài phụ nữ đảm đang chiên trứng cho anh chủ quán ăn sáng. Nhìn dĩa trứng chiên đen thùi lùi và xấu xí thì anh chủ quán thất vọng tràn trề. Trước sự nhiệt tình của Gwen, anh chủ quán cũng ráng bấm bụng mà ăn cho thằng bé vui lòng. Tôi không có ăn nhưng tôi biết là nó ngon rồi, con đi tình yêu làm cho thì không ngon sao được. Lee thấy hai người tình chàng ý thiếp quá nên cũng đành xin phép ra ngoài ăn sáng, vì hôm qua chú em vừa mới cãi lộn với Jin. Lee lại cắp đít đến nhà Hớt, bà thị trưởng năn nỉ mãi thì bà cũng cho Lee tiếp tục làm bạn với Hớt. Được đà lấn tới, Lee xin cho Hớt qua nhà nó đón giao thừa, cùng phắn pháo hoa đón năm mới. Biết hai đứa thân ai nấy lo nên bà thị trưởng cũng chấp nhận cho Hớt qua nhà Lee chơi. Xin xỏ thành công, Lee lao một mạch lên lầu, cả hai trêu đùa nhau như chưa hề có cuộc chia ly nào. Mới sáng ra, thằng Lanh đã nhận được một bất ngờ, lần đầu tiên Lanh thấy Jin chưa bao giờ quan tâm chiều chuộng ai như Gwen. Tính leo lên làm bà chủ hay sao mà dính Jin cứ như keo con chó cả ngày không dứt.
lắm chuyện Jin chửi Len một trận tơi bởi hoa lá, anh nói rằng hai người chỉ là bạn. Nghe xong Wen có chút chạnh lòng, đến tối Jin dắt Wen ra ngoài bờ sông hóng gió. Sấn tới liện lia Wen tính phanh xích lô với Jin mà đằng ấy nào đâu có đớp, vì chưa quên đi được người cũ nên chưa dám chấp nhận. Ngứa ngáy Wen hỏi Jin lý do tối ngày nằng nặc từ chối mình, à thì ra người cũ của Jin đã có vợ. Nhưng tham lam lại muốn quen thêm cả Jin mới chịu, rồi cái ngày Bim về quê Jin không thèm níu kéo. Anh ta hứa đi vài ngày rồi sẽ quay lại, nhưng nào ngờ tàu gặp nạn nên Jin không thể gặp Bim nữa. Càng nói càng day dứt, Wen đặt tay lên Jin rồi an ủi người đàn ông to xác mà yếu đuối này. Sau tất cả thằng Erlen cũng đã chấp nhận xét duyệt bộ hồ sơ cho Jin, anh ta còn hào phóng giới thiệu thêm chỗ bốc bát họ nóng hổi. Jin không thèm mảy may để ý, đi về với sự khinh bỉ đối với tên Erlen hãm phành phạch này. Vừa đi ra Jin nhận được cuộc điện thoại của Guy, chú em chuẩn bị một bữa ăn long trọng để tỏ tình với Jin. Lời yêu cất lên nhưng Jin khôn 3 năm đâu có dại 1 giờ, Jin không chấp nhận tình cảm khiến Guy rơi nước mắt. Đã vậy anh còn trả lại mảnh đất mà Guy đưa cho mình, anh sẽ mượn của chị mình thay vì Guy. Nhân đôi nỗi đau Guy khóc dòng thành một dòng sông quê. Có Wen bên cạnh nhà Jin lại trở nên ấm cúng, trang trí loè loẹt như con cá cờ. Thấm mệt Wen nằm nhào vào đùi của Jin để hít thở vitamin soái ca. Người đàn ông của gia đình dậy sớm, nấu ăn rồi chở cả Wen tới chùa để cúng bái. Wen biết Jin vẫn chưa hết áy náy vì cái chết của tình cũ, chú em liền lên ý tưởng để Jin gặp vợ cũ của Bim để hỏi lý do. Lật tung cả đất nước Jin cũng đã tìm được vợ của Bim, hóa ra anh chính là Tiêu Sở đây phá hoại hạnh phúc của gia đình nhà người ta. Nhưng không thể phủ nhận rằng Bim vô cùng yêu Jin, giờ đây cô đã có gia đình mới nên mong Jin có thể quên đi nỗi đau và bắt đầu cuộc sống hạnh phúc. Kể từ ngày đó Jin cũng mở lòng hơn và chịu cho bé Thỏ đụng chạm chút ít. Tính kế mãi thì Wen cuối cùng đã cưa đổ được anh chủ nhà rồi các bạn ạ. Nhân lúc không có ai ở nhà, Ly dẫn hót tới nhà mình thăm thú. Chúc mừng năm mới xong, hai đôi môi bỗng dưng ngứa ngáy đập dập vào nhau. Đúng cái khúc quan trọng Jin lại quay trở về, thì ra thằng cháu nó cũng cong y chang mình. Chưa kịp vui giây phút nào thì Wen thông báo người yêu cũ gặp tai nạn, nên anh phải đích thân tới chăm. Không hẹp hòi ích kỷ như đằng ấy, Jin chấp nhận cho con nghệ mình chăm sóc tình cũ. Tuy rằng không muốn nhưng Wen vẫn hết mình cật lực chăm sóc cho Erlen. Hai bên gượng gạo, chẳng còn như xưa nên Erlen cầu cứu chị gái mình để chăm sóc thay cho Wen. Thả thằng em quay về với chính chủ, lâu ngày không gặp đôi chim sẻ lao vào nhau. Nhìn hết tất cả cảnh đau lòng này, Erlen cũng đành quyết tâm từ bỏ Wen. Được buổi ăn chơi xả láng, Jin đưa Wen ra biển thẩm thức hương vị của biển cả. Wen cũng nhấn mạnh đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa, nhưng Jin lại giả bộ không quan tâm, cho rằng đây chỉ là buổi đi chơi bình thường như bao người khác. Đấu tranh tư tưởng mãi mới bỏ được người cũ, nên Wen một mực muốn Jin phải chấp nhận mối tình này với mình. Tiện tay Wen bứt một miếng mực bento đưa về phía Jin, nếu anh mà đớp thì coi như anh chấp nhận mối quan hệ này. Ngu gì mà không đớp, Jin há mồm đỡ lấy miếng mực rồi cả hai bắt đầu mối quan hệ hẹn hò yêu đương. Vẫn là quán gà quen Jin gặp Guy nhưng thằng em nó quê, Jin cũng cảm ơn mẹ Guy đã cho mình mượn sổ đỏ. Vừa múc cà ri cho Jin, nước mắt Guy vừa rời tanh tách, yêu một người vô tâm nên đầu gối chẳng thể nào thâm. Được hôm trở trời mẹ tới nhà thăm đứa con trai Lee, biết mẹ sắp có người mới và muốn đón mình qua nên Lee nhất quyết không chịu. Bùm cái hai cậu cháu lại chửi nhau qua lại, Jin muốn thằng cháu xem lại giới tính của mình. Nhưng một khi đã nóng thì Ly chỉ có nước bỏ ra ngoài tìm thằng hớt. Đứng trên lầu mẹ Ly nghe hết đầu đuôi câu chuyện, cho rằng tại ở chung với Jin nên con bà chị mới cong như thước dẻo vậy. Bà chị đem sổ đỏ ra muốn Jin phải thuyết phục Ly qua ở chung với mẹ, tối ngày đánh nhau lấy đâu thời gian mà thuyết phục. Phải làm như vậy thì bà chị mới chấp nhận cho Jin mượn cuốn sổ. Quá buồn bực, Jin tâm sự vùng kín cùng Wen, anh trách bản thân khiến thằng cháu thành ra như vậy. Wen tiện mồm thông não cho Jin biết giới tính thứ ba đâu có phải là bệnh truyền nhiễm đâu, mà lây được. Tóm lại là Jin cần phải cho Lin làm những thứ mà nó muốn, vì đã là đam mê thì mẹ có đánh vào mồm thì vẫn cứ là đam mê. Xong cái Wen hỏi Jin, lỡ mà có người hỏi anh mình là gì của nhau thì Jin sẽ trả lời như thế nào? Câu trả lời hết sức lãng xẹt khiến Wen tức giận bỏ đi, Jin đành kéo Wen lại hôn má tới tấp để xin lỗi. Thế rồi chuyện tồi tệ lại xảy ra khi mẹ thằng Gai lên cơn đau tim, mà mất luôn trong bệnh viện. Thất vọng tràn ngập trong cuống Gai đau đớn vì giờ anh chỉ còn một mình. Jin dẫn mọi người trong quán tới đám tang của mẹ Guy, họ phụ giúp Guy hoàn thành công việc. Thằng Erlen cũng đến hứa hẹn với Guy rằng, sau khi xong đám tang thì qua ngân hàng làm thủ tục. Vì mẹ Guy để lại một khoản tiền rất lớn cho chú em, rất nhiều người tới viếng có cả gia đình của thị trưởng. Thấy Hudley cũng chạy đến, đôi chim sẻ cứ quấn nhau tíu tít khiến Jin cũng thấy đáng yêu. Được ông chủ nhà hãm phành phạch, lão ta muốn đuổi Jin đi để lấy lại đất để bán. Nhớ lại đám tang người yêu cũ, Jin đột nhiên mất hết tất cả mọi thứ. Chỉ có mỗi chiếc xe là Jin đứng tên nên được phép giữ lại. Đang buồn tự nhiên thấy Wen dìu thằng Erlen, Jin có chút khó chịu ra giao diện. Vẫn chưa hết máu nóng trong người, Erlen cà khịa Jin, lần này Jin cũng chẳng nhẫn nhịn nữa mà bật lại. Quá cay cú, Erlen leo lên xe rồi đi về, Jin đi vào đưa cho Wen một bát chè cầm hơi. Cả hai nói chuyện với nhau hết sức vui vẻ,
Gwen cũng nhấn mạnh rằng giữ mình và Erland chẳng còn gì nữa, mạnh ai nấy đi nên xin Jin đừng quan tâm. Được nhồi nhét quan điểm của Gwen, Jin về nhà uống bia cùng Lee, nụ cười cũng đã nở trên môi của hai người. Jin cũng cho phép Lee quen hết và để cho thằng bé lựa chọn ở cùng ai, và Jin đương nhiên là lựa chọn của chú em rồi. Đến bữa tối Lee cũng nói chuyện rõ ràng với mẹ, chuyện cho phép mẹ đi bước nữa nhưng Lee sẽ ở cùng chú. Được sự đồng tình nhà ba người thưởng thức bữa cơm tối ngon nhất trong cuộc đời. Trong đám tang gai hát tặng mẹ mình bài hát cuối, vừa hát nước mắt nó vừa tuôn rơi. Trước khi mẹ Lee rời đi, Jin đặc biệt chuẩn bị ra đĩa cơm gà bất hủ của mình, cho bà chị già thẩm thức. Nói đỡ cho Lee vài câu để thằng nhỏ được tự quyết định tương lai của mình, thay vì bị gò bó. Thế rồi mẹ Lee cũng chấp nhận cho thằng con sống thật với chính mình và cho phép nó ở lại cùng Jin. Tăng thêm kỷ niệm giữa hai mẹ con, Jin đưa Lee cùng mẹ tới trung tâm mua sắm. Còn mình thì tìm Gwen để gặp mặt chứ nhớ nhung lắm rồi không có nhịn được. Gwen dẫn Jin đi xem căn hộ mà chú em vừa mới mua, từ giờ có ổ mới rồi thì mất luôn lý do qua nhà Jin ở ké. Jin nặng lòng vì mình chẳng góp được đồng nào cả, Gwen cầm tay Jin rồi thủ thỉ, vì đây là căn nhà đầu tiên Gwen muốn dùng tiền của chính mình làm ra để mua nó. Thấu hiểu đối phương, cả hai ôm ấp nhau tận hưởng giây phút ấm nóng. Lúc mua sắm mẹ Lee chọn cho nó toàn mấy đôi không thời thượng nên Lee không ưng. Đôi là Lee bổ kết là một đôi màu trắng như gái 18-8 cơ, nhưng vì giá hơi chát nên chỉ dám chụp ảnh lại tìm hàng pha kè. Vô tình mẹ nhìn được bèn thắt bụng quẹt thẻ mua cho Lee đôi giày mà chú em thích. Lee hỏi mẹ về mối mới, cậu muốn xem mẹ mình có thực sự hạnh phúc không? Bà gật gù ngầm đồng tình, bà chẳng sợ ai bàn tán, chỉ sợ con trai mình không chấp nhận. Nghe xong Lee cũng tác thành cho mẹ và ông bố dựng mới, nghe xong nước mắt mẹ rưng rưng chảy xuống. Cuối cùng đứa con trai cũng đã thấu được lòng mình phần nào. Được Gwen phụ giúp đám tang của mẹ mình nên Gai cũng đã dần có thiện cảm với Gwen. Jin cũng mời Gai tới quán mình để ăn bữa tiệc chia tay trước khi quán ngừng hoạt động. Giờ đã điểm 500 anh em nhào vào ngồi với nhau nâng ly lần cuối. Lee cũng mời thêm hớt đến để chia tay, Lee ra vẻ thể hiện kỹ năng chặt gà của mình. Nhìn vậy mà Jin ấm lòng xen lẫn buồn một chút, vui vì ai cũng đã tìm được hạnh phúc, buồn vì quán cơm gà chuẩn bị dẹp tiệm. Nhưng đây cũng là sự khởi đầu mới cho cuộc sống mới của Jin. Thằng Erland cũng vậy, cùng bà chị lủi thủi dọn hết mọi thứ liên quan đến Gwen. Được sự hỗ trợ của Lee, hớt được mẹ chấp nhận cho đi du học nước ngoài. Bà già vợ tương lai còn vui vẻ giữ Lee lại ăn cơm tối cùng gia đình. Đi chùa múa lân xong, hớt hỏi Lee có bến đỗ chưa. Lee mở cam điện thoại lên dí vào mặt hớt và công khai người yêu của mình. Hớt thẹn thùng lánh mặt đi, nhưng dù sao đôi chim sẻ cũng rơi vào bẫy tình con mẹ nó rồi các bạn ạ. 10 năm nay bán gà cũng chẳng làm nghề gì khác, giờ nghỉ việc Jin cảm thấy mình lạc lõng vô cùng. Gwen cũng gợi ý mình có một khoản tiền tiết kiệm có thể đầu tư cho Jin, nhưng Jin lại không lựa chọn nút váy mà muốn bán đi chiếc xe thân yêu của mình. Jin nhờ Gwen chụp cho mình bức ảnh kỷ niệm với con xe chiến, cùng anh dầm mưa giải nắng bấy lâu nay. Mà may rủi gì không biết, do dự án nước ngoài đang thiếu người, nên quản lý muốn đề xuất Gwen đi. Gong vì muốn giúp bạn nên ứng tuyển đi, mà khổ kỹ năng của nó chẳng bằng ai nên không được chấp nhận. Xong thủ tục đám tang, Gai tìm đến Erland để nhận khoản tiền thừa kế cách xù của mình. Cũng gọi là tiếng sét ái tình đâm xẹt qua tim, nên Erland xin số tiện thể làm việc lẫn tán tỉnh Gai. Bị dẹp tiệm, Jin mua một chiếc xe di động để bán cơm gà phục vụ khách quen. Gwen bà chủ cũng phụ một tay, cũng may là quán không ngày nào vắng khách. Lâu ngày không gặp, cuối cùng Leng cũng đã tìm được địa bàn của Jin. Móc từ trong túi áo ra, Leng gửi trả sợi dây vàng năm xưa Jin để lại cho mình cưới vợ. Tiện thể làm luôn công việc chạy bàn để ôn lại kỷ niệm khi xưa. Ổn định mọi thứ, Jin đưa Gwen cùng Lee và Hớt tới nhà mẹ Lee để chơi một chuyến. Jin ngậm ngừng giới thiệu Gwen, Lee cũng không kém cạnh giới thiệu Hớt cho mẹ mình thẩm qua. Ăn cơm xong, Lee nói với mẹ vụ mình đi du học, ngậm ngùng mẹ Lee đưa cho Jin cuốn sổ đỏ. Muốn lần này được lo cho Lee tới nơi tới chốn. Nghe xong Jin cũng cảm thấy yên lòng vì bà chị kiếm được mối ngon. Jin cùng Lee dắt nhau đi ký hợp đồng, lần này ước mơ ăn ngô Mỹ của Lee cũng đã trở thành hiện thực. Rồi cái ngày Erland hẹn hò với Gai cũng đã tới, mà địa điểm lại là quán cơm gà của Jin. Đôi bạn trẻ được mọi người chúc phúc, còn Jin thì tất bật với công việc bán cơm của mình. Sau tất cả, cuối cùng Gwen cùng Jin cũng đã tới được với nhau, cả hai trao nhau nụ hôn nồng cháy bá cháy còn bọ chét. Thứ mà Gwen thèm khát và ao ước bấy lâu nay, để giữ sự hạnh phúc này, Gwen đã quyết định không đi nước ngoài, mà ở lại làm vợ anh chủ quán suốt đời suốt kiếp. Bộ phim đến đây là hết, nếu thấy hay hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh để mình có động lực làm được những video hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn.